Xin chào các bạn, hôm nay VinFast đã chính thức mở cọc đặt sớm cho VF3 với hàng loạt những ưu đãi cho người đặt trước. Mức giảm tối đa mà tôi vừa nhẩm tính thì lên tới gần 40 triệu đồng so với giá niêm yết, đồng thời lại còn miễn phí sạc 2 năm không giới hạn. Cụ thể như thế nào, trường hợp nào thì được giảm nhiều như thế? Mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới. Tất nhiên trước khi đi vào chi tiết, các bạn nào mà chưa đăng ký kênh, nhấn nút hình chuông thì nhớ dành vài giây để làm điều này, ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Vâng, cụ thể là từ 6 giờ sáng ngày 13 tháng 5 đến 24 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2025 này thì khách đặt mua xe sẽ được áp dụng mức giá 235 triệu đồng với trường hợp thuê pin và 315 triệu đồng đối với trường hợp mua pin. Sau đó, giá xe sẽ về mức niêm yết là 240 triệu đồng thuê pin và 322 triệu đồng đối với khách mua pin, tức là cao hơn tương ứng từ 5 đến 7 triệu đồng. Mức cọc cho cả thuê pin và mua pin đều là 15 triệu đồng, không hoàn hủy nhưng có thể sang nhượng. Pin thuê thì 900.000 đồng một tháng đi dưới 1.500 km, 1,2 triệu đồng nếu đi từ 1.500 km đến 2.500 km và 2 triệu đồng cho quãng đường di chuyển trên 2.500 km mỗi tháng. Họ chưa công bố giá phụ trội khi đi vượt các gói này là bao nhiêu. Thông tin đặc biệt quan trọng và mới nhất chính thức được công bố ngày hôm nay là VinFast giảm thêm 4% giá xe nếu khách trả thẳng toàn bộ, đồng nghĩa với đặt xe ngày hôm nay mà trả thẳng sẽ được giảm gần 10 triệu đồng nếu thuê pin và giảm 13 triệu đồng nếu mua pin. Mức giá sau giảm còn 225 triệu đồng với thuê pin và 302 triệu đồng với mua pin. Trường hợp khách mua trả góp thì không được giảm 4% kia nhưng sẽ được hỗ trợ vay tới 70-80% giá trị xe. Thời hạn vay đến 8 năm và lãi suất tối đa trong 2 năm đầu tiên chỉ có 5% mà thôi. Theo tính toán nhanh, nếu mua trả góp thuê pin thì khách hàng cần trả trước 47 triệu đồng, mỗi tháng trả 2,5 triệu đồng chưa gồm chi phí thuê pin là có thể nhận và sử dụng xe rồi. Trường hợp mua pin thì trả trước 63 triệu đồng và mỗi tháng trả khoảng 3,4 triệu đồng. Có thể thấy là khách mua VF3 chỉ cần trả trước một phần tiền tương đương với một chiếc xe tay ga phổ thông và mỗi tháng trả góp tầm trên 3 triệu đồng thì có thể là anh bảo vệ chịu lao công lương tầm 6-7 triệu mỗi tháng cũng có thể mua được xe này rồi. Đây chính là những con số mạnh mẽ nhất, thuyết phục nhất để cho thấy VF3 hoàn toàn có thể có cơ hội trở thành xe quốc dân trong một vài năm tới. Còn thực tế như thế nào thì nhờ chính cái quyết định của các bạn có mua hay không. Ngoài ra, ngoài giá bán và chính sách ưu đãi hấp dẫn thì khách hàng đặt cọc sớm VF3 trong 66 giờ đầu tiên còn được miễn phí lựa chọn 9 màu sơn ngoại thất với 4 màu cơ bản và 5 màu nâng cao. Sau giai đoạn này thì các màu nâng cao sẽ tính phí thêm 8 triệu đồng. Các màu nâng cao ở đây là có nóc sơn khác màu với cái phần còn lại của thân xe. Đặc biệt, với mức phí 15 triệu đồng một xe, VinFast sẽ cá nhân hóa màu sơn xe theo yêu cầu, bao gồm cả họa tiết trang trí, đồng thời hỗ trợ khách hàng đăng kiểm theo đúng màu sơn xe bàn giao. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một mẫu xe phổ thông cung cấp dịch vụ, cộng thêm là đi kèm cá nhân hóa, mang đến cho khách hàng cơ hội thể hiện cá tính sở hữu một chiếc xe như ý, mà đây là dịch vụ đối với một chiếc xe giá rẻ. Rất bất ngờ đúng không ạ? VinFast cho biết để tri ân khách hàng, họ sẽ dành tặng món quà bất ngờ cho 6.868 khách may mắn đặt cọc sớm xe VF3. Theo đó sẽ có 6.868 chiếc xe phiên bản giới hạn được khắc dòng chữ Creator Edition, tức là tiếng Anh phiên bản của nhà sáng tạo đấy, ở ngoại thất với số thứ tự đánh từ 1 đến 6.868 bên trong nhằm đảm bảo tính độc bản cho từng chiếc xe. Như vậy là nhẩm tính các ưu đãi nêu trên, khách hàng thông thường sẽ nhận được tổng ưu đãi cao nhất 28 triệu đồng. Chưa hết, nếu khách mua xe VF3 là cán bộ nhân viên công ty FPT thì được giảm tới 6,5% trên giá niêm yết. Tất nhiên là trong trường hợp này không được trừ 4% khi trả thẳng nữa. Mức giảm đối với cán bộ nhân viên FPT tương đương mức cao nhất là 21 triệu đồng. Chưa kể hai ưu đãi về mua tiên phong và chọn màu nâng cao 15 triệu đồng thì tổng ưu đãi nêu trên lên tới 36 triệu đồng nếu họ đặt mua trong giai đoạn này. Ngoài ra, những khách hàng này còn được miễn phí sạc trong vòng 2 năm không giới hạn ở các cái trụ sạc cam bớt của FPT. Mặc dù là cái số lượng trụ sạc này chưa nhiều nhưng rõ ràng là ở các cái công trình, những cái tòa nhà của FPT đang phát triển, trụ sạc này cũng khá là mạnh mẽ và nhân viên FPT thì được thừa hưởng một cái chính sách tuyệt vời. Trong khi đó thì nhân viên các ngân hàng đối tác của Vingroup như BIDV và Vietcombank
cũng được ưu đãi giảm giá 5% giá niêm yết, và tất nhiên là cũng không được trừ 4% khi trả thẳng đối với khách bình thường nêu trên, thì tổng mức giảm cũng đạt hơn 30 triệu đồng. Trường hợp khách mua là thành viên cộng đồng VinFast mua xe thứ hai hoặc nhiều hơn xe thứ hai thì được tặng 1.000 điểm, tương đương với 2,5 triệu đồng mỗi xe. Còn trường hợp họ giới thiệu cho người chưa từng sở hữu xe VinFast mua VF3 thì người giới thiệu cũng được hưởng mức ưu đãi tương tự. Tổng mức ưu đãi trong trường hợp này của người mua tối đa khoảng 28 triệu đồng. Đặc biệt là ở lần mở bán này, VinFast còn mở ra cơ hội giới thiệu mua xe cho các KOL là các nhân vật có tầm ảnh hưởng. Sử dụng mã giới thiệu của họ sẽ được ưu đãi không kém gì so với cán bộ ngân hàng mua xe. Tôi cũng có một mã là chú Hữu Thọ. Anh em nào có nhu cầu đặt thì nhớ nhắn thông tin Zalo cho tôi theo số 0904258081. Tôi sẽ hỗ trợ tối đa. Vâng, VinFast cho biết rằng là khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến qua website reservevinfastauto.com và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, VinID hoặc trực tiếp tại các showroom nhà phân phối VinFast trên toàn quốc. Thời gian bàn giao xe dự kiến từ tháng 8 năm 2024. Có thể nói, VF3 có 8 thông số khá ấn tượng. Các bạn có thể theo dõi lại chi tiết ở video trước. Những thông số chính là quãng đường di chuyển theo chuẩn NEC là 210 km khi sạc đầy, sạc nhanh từ 10 đến 70% trong 36 phút. Tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong 5,3 giây và tốc độ tối đa là 100 km/h. Xe có khoảng sàn gầm 191mm, vành 16 inch, màn hình cảm ứng 10 inch, lễ chuyển số tích hợp phanh tay điện tử sau vô lăng. VF3 được áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước và 8 năm không giới hạn km cho pin, cùng các dịch vụ hỗ trợ cứu hộ 247 rồi sửa chữa lưu động sạc pin lưu động vân vân. Vâng, như vậy là trong bối cảnh thị trường ô tô đang khá là ảm đạm thì VF3 xuất hiện chưa có xe nhưng mà đã gây sốt trên thị trường xì dịch trong suốt những ngày qua, và tôi nghĩ là cơn sốt này còn kéo dài trong cái giai đoạn sắp tới. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video tiếp theo.